Hôm nay như đã hứa thì chúng mình sẽ bắt đầu thử cái Retinol của Kiehl's Bạn này thì có chứa 0,1% Retinol So với lại Retinol của Paula's Choice thì bạn này rẻ hơn được 200.000 Tuy nhiên thì chỉ có 0,1% Retinol thôi nha Về chất kem thì mình cũng không khỏi ngạc nhiên là bởi vì chất kem nó rất là mềm và mịn Theo mình thấy thì cái chất kem nó khá là giống với lại của Paula's Choice đó mọi người Với mức giá 1 triệu 6 cho một cái chai Retinol 0,1% 30ml thì mình cảm thấy nó hơi bị chát Tuy nhiên nếu như mà có cơ hội thì lần sau mình vẫn sẽ mua full size để thử vì sau nhiều lần xài sản phẩm thì mình cảm thấy là cái thành phần của nó bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi Và chưa chắc là một phần trăm của hãng này đã tốt hơn 0,1% của hãng khác Đây là da mặt của mình sáng hôm sau khi ngủ dậy Những đốm một của mình ít bị tấy hơn hôm qua Da cảm thấy khá là tốt nhưng cũng không nói được gì bởi vì mình chỉ mới xài một ngày thôi